không? Bạn Ngọc mà không có thì thầy cứ nói rồi thầy sẽ lưu. Bạn có chat trong phần chat đó thầy. Bạn Ngọc phát hiện lỗi sai của mình rồi đúng không? Bây giờ vậy nè, bạn Ngọc nghe nè, có gì thì bạn nhắn lên phần chat nha. Mail của bạn Ngọc nè. Cái điểm mà log omega bằng 0, cái trục tung là 159 á, là bạn Ngọc không có đi qua điểm đó, đồ thị của bạn không đi qua điểm đó nên đã là sai rồi. Ha, bạn dùng phương pháp thầy lưu của thầy cũng bị sai chỗ đó hết á. Rồi, độ dốc âm 20, âm 40 y xì nhau không khác gì hết, sai nha. Được chưa? Rồi, sai hết nha. Không nói để mấy em rút kinh nghiệm thôi, còn trừ điểm là phải phân biệt với cái người làm đúng với người làm sai chứ. Chứ còn mình làm là mình đã có điểm cộng rồi, chứ chả có gì phải buồn ha. Rồi an tâm đi, rồi làm bài tiếp đi em.